quý anh chị tuổi nhâm tuất thân mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây sẽ là hung hay cát phúc hay họa làm sao để nắm bắt được thời cơ làm sao để đổi đời hưng vượng chuyện mình giàu có công việc thông thuận tiền bạc đủ đầy tiền lương tiền thưởng tăng cao hôm nay mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 được các nhà chim tinh học nhà tử vi học phương đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao sự chuyển biến của thiên can địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi nhâm tuất chị ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi nhâm tuất hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng thời cơ để nắm bắt giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý anh chị tuổi nhâm tuất cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngày sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Những người sinh năm 1982 thuộc tuổi nhâm tuất mệnh đại hải thủy nước biển lớn. Đại hải thủy được coi là một trong những mệnh có đường công danh lớn nhất nếu như họ thật sự cố gắng, nỗ lực chắc chắn thành công sẽ đến. Người tuổi nhâm tuất có bản chất của nước biển lớn, cho nên chi khí của họ cũng rất lớn. Họ sống mạnh mẽ, anh hùng và thích sự tự do. Bên cạnh đó, người tuổi nhâm tuất cũng sống rất nội tâm. Họ luôn suy nghĩ sâu sắc và tinh tế, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Tuy nhiên, người tuổi này cũng có những khuyết điểm nhất định. Họ là những người thiếu quyết đoán và ít kiên định trong những quyết định của mình. Điều này cũng làm cho họ bỏ qua rất nhiều cơ hội để đạt được thành công. Vì thế nên các bạn tuổi nhâm tuất cần phải thay đổi cách suy nghĩ, cũng như cách giải quyết vấn đề để mọi điều tốt đẹp đến với mình nhé. Sau đây là phần luận giải từ vi chi tiết cho tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Các nhà chiêm tinh học luận đoán, vận trình sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, đầu tháng có chính tài gặp suy, nên vận trình không thuận lợi. Người tuổi Nhâm Tuất gặp cục diện ngủ hành tứ hình xung, cùng với thái tuế án ngữ xuất hiện trong vận trình tháng mới. Cảnh báo, đây sẽ là một tháng nhiều vất vả và gian nan với con giáp này. Nhưng, dường như những rắc rối trong công việc lại xuất phát từ yếu tố con người mà nên các mối quan hệ của bạn cũng khó được suôn sẻ như ý muốn. Bạn nên hành sự hết sức thận trọng, ăn nói giữ mồm, giữ miệng, tránh lo chuyện bao đồng, kẻo vướng họa thị phi, lợi bất cập hại. Tiểu nhân chẳng những giờ trò ném đá giấu tay, đứng trong tối để rình rập, thừa cơ để hãm hại bạn, mà còn gây ra sự cạnh tranh gay gắt. Trong công việc, người tuổi nhâm tuất trở nên thiếu tinh thần cầu tiến vươn lên, công việc gặp khó khăn sẽ tìm cách lùi bước, trốn tránh, tâm lý yếu đuối không chịu được áp lực trong công việc. Có thể thấy bước sang tháng 3 âm lịch này, người tuổi nhâm tuất khá kín tiếng trong công việc, đồng thời suy nghĩ đi làm khá tạm bợ và thờ ơ. Sự xuất hiện thương quan làm cho người tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, bạn trở nên ngang tàng, cố chấp không làm việc tuân theo quy củ nào. Khi nói chuyện thì chỉ thích nói những kế hoạch cao xa, hoa mỹ, thiếu thực tế, công việc thiếu tập trung, thiếu sự hăng hái, khiến hiệu suất công việc giảm đi trông thấy. Người tuổi nhâm tuất trong tháng này, trong con người bạn đang chứa tính phản nghịch mạnh mẽ, hành sự tương đối hồ đồ, hiếu suy nghĩ nên dễ gặp thất bại khi làm việc. Bạch hồ là hung tinh chiếu mạng cũng gây ra nhiều trở ngại. Người tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, cần phải tỉnh táo khi hành xử, đặc biệt trong công việc, tránh để ra sai sót, cản trở sự nghiệp, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân nhất định bản thân người tuổi nhâm tuất phải luôn ghi nhớ là vào thời điểm khó khăn như thế này, bản thân cần phải nỗ lực, điềm tĩnh, bạn càng năng động, sức xảo thì con đường công danh sự nghiệp mới mong có cơ hội truyền mình. Vào thời điểm này, người tuổi nhâm tuất phải tự thân nỗ lực, đừng dựa dẫm vào vận may hay bất cứ ai nếu không muốn nhận lại chỉ toàn thất vọng. Trong tháng này, bạn cũng đừng vội vàng tham lam thực hiện các mục tiêu dài hạn, làm gì cũng phải cẩn trọng, chờ nôn nó nóng, cũng đừng quá tin tưởng ai quá mà dễ mang họa hoặc gây ra những thiệt hại trong công việc của mình. Về mặt tài vận. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2023, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão. Đầu tháng về mặt tài vận của người tuổi Nhâm Thất không được ngũ hành ủng hộ nên vận trình không được như ý. Những khoản tiền dự tính sẽ thu về lại gặp trở ngại mà bị chậm lại, bạn cũng không có tinh thần hăng hái, nhiệt tình nên cũng không có suy nghĩ phải tìm cách tháo gỡ những khó khăn về tài chính. Ngoài ra áp lực về tài chính từ phía gia đình gia tăng, càng khiến bạn muốn trốn tránh thực tại. Từ giữa tháng trở đi, vận tài lộc của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982 vận trình mới có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Khi bạn gặp được vận quý nhân, người này giúp cho bạn tháo gỡ những khúc mắc ở trong lòng, lấy lại sự tự tin, vực lại ý chí mạnh mẽ. Các tinh tử vi xuất hiện, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 cần phải tận dụng các tinh hỗ trợ để thúc đẩy vận trình, vực dậy vận mệnh của mình. Quan điểm của tinh tú này là tinh thần cuột cường, hành sự ổn định, thông minh, trí tuệ, đầy năng lực. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định nên không lo thiếu thốn. Với năng lực mà bạn thể hiện, bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Về thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc. Người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư cũng gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Khi bản mệnh có được sự quyết tâm mạnh mẽ, tự tin nung nấu ở trong lòng thì bản mệnh luôn có thể đưa ra được quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn, tài lộc của bạn cũng từ đó mà không ngừng khởi sắc. Về mặt tình cảm. Bước sang tháng 3 âm lịch Năm Quý Mão 2023, tháng có nhiều trở ngại và áp lực trong công việc và tiền bạc, nhưng cũng có nhiều cơ hội để cho bạn thể hiện và khẳng định năng lực của bản thân. Tháng này, phần lớn thời gian của người tuổi nhâm thất là dành cho công việc, cho nên về mặt tình cảm không cởi mở, tâm lý không được tự do. Thoải mái, bạn có xu hướng trói buộc suy nghĩ của chính mình, bản thân luôn xa cách người thân, bạn bè, tự mình bươn trải trong cô độc. Người tuổi nhâm thất trở nên quá nhạy cảm, chỉ một lời trách móc nhẹ cũng khiến bạn cảm thấy bị tổn thương. Đối với người độc thân, e khó mà gặp được chân ái trong tháng này, nếu bạn cứ giữ tính cách ngang tàng, tự do. Người có gia đình thì tự dần vật bản thân mình, bởi hôn nhân trong tưởng tượng, phim ảnh khác xa với cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Người thân lạnh nhạt, xa cách, vợ chồng khác nhau, đối đầu về suy nghĩ, nhiều chuyện tình cảm kỳ quái xảy ra xung quanh nữ mệnh hay bị chuyện tình cảm quấy nhiễu. Về mặt sức khỏe Bước sang tháng 3 âm lịch, thời gian này sức khỏe người tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, thời tiết thay đổi, khí hậu bắt đầu có chút khô nóng. Nên bạn cần ăn những thực phẩm có lợi cho gan, phổi, ví dụ như lê hay đồ ăn ngọt, sẽ có lợi cho phổi và cổ họng. Không chỉ như vậy, người tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, còn cần hạn chế đồ ăn lạnh sẽ gây bất lợi cho tỳ vị của bạn. Tháng này dù phải đối diện với nhiều căng thẳng trong cuộc sống, nhưng sức khỏe của người tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, nhìn chung là ổn định. Bạn hãy cố gắng duy trì thể trạng hiện tại và luôn nhắc nhở bản thân mình suy nghĩ tích cực nếu bạn cảm thấy căng thẳng, cần tâm sự kịp thời với những người thân đáng tin cậy, tránh giữ kín trong lòng và một mình tìm cách giải quyết, như vậy thì bạn dễ bị căng thẳng, stress dẫn đến đau đầu mất ngủ, đau dạ dày. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi nhâm tuất hãy cố gắng duy trì lối sống khoa học, điều độ, tránh vì công việc mà làm lụng quê ngày đêm, gây tổn hại sức khỏe. Người tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, hợp màu gì? Phong thủy và tử vi 12 con giáp là hệ quả của những nghiên cứu về các quy luật tương tác của thiên nhiên, môi trường và là phương pháp thay đổi những hiệu ứng tương tác đó để con người có thể phần nào thay đổi được vận mệnh của họ. Phong thủy tuyệt nhiên không phải là một tín ngưỡng hay mê tín dị đoan, và màu sắc là một trong những yếu tố phong thủy mà con người cần lưu ý. Màu trắng, xám, ghi, đây là những màu thuộc kim. Theo quan hệ tương sinh, những màu này rất hợp với tuổi nhâm tuất. Nếu như màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và trinh nguyên thì màu xám, ghi lại là biểu tượng của sự bí ẩn và hiện đại. Những màu này sẽ giúp người tuổi nhâm tuất đường đi thuận lợi học hỏi được nhiều cái mới cái lạ đồng thời chúng sẽ giúp người tuổi này xua tan những thứ dơ bẩn thuộc về những điều xấu xa màu đen theo lý thuyết phong thủy màu đen sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho người tuổi nhâm tuất màu đen gợi sự giàu sang quyền lực hấp dẫn trí tò mò với mọi người chính vì thế màu đen sẽ giúp người nhâm tuất thâu tóm được quyền lực cũng như giúp họ trở nên đẳng cấp và quý phái hơn màu xanh dương theo quan hệ tương hợp thì màu này rất phù hợp với người tuổi Nhâm Tuất. Màu xanh dương tạo ra cảm giác tin tưởng, đồng thời biểu thị cho sự thông minh và tính cách mạnh mẽ. Màu xanh dương nhất định sẽ giúp người tuổi Nhâm Tuất trở nên quyết đoán và tự tin, sự nghiệp cũng vì thế mà ngày càng phát triển. Màu kỳ với tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Theo quan hệ tương khắc, màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc hỏa, vàng và nâu đất thuộc thổ là những màu mà các bạn tuổi nhâm tuất nên tránh nếu không muốn xảy ra những điều không may. Đá phong thủy cho người tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Nhâm Tuất 1982 mang mệnh Đại Hải Thủy, tức vùng biển lớn. Dựa trên nguyên tắc ngũ hành, ta có kim sinh thủy nên nhóm tuổi này có thể đeo đá đại diện cho mệnh kim, thủy như kim cương, ngọc trai, topaz, aquamarine. Ngoài ra Nước dập tắt được lửa tức thủy chế khắc được hỏa nên nhâm tuất có thể đeo đá đại diện cho mệnh hỏa như ruby, amethyst, thạch anh hồng. Lưu ý rằng đất đá chặn nước, tức thổ khắc thủy nên nhâm tuất không nên đeo đá đại diện cho hành thổ như si ngọc trai sao si. Kim cương, viên đá của sự kiên cường, mạnh mẽ. Kim cương được tạo nên từ những áp lực, mang hình hài trong sáng, bừng lên nguồn năng lượng kiên cường. Cũng như nhâm tuất, Họ được mài rũ từ kinh nghiệm sống, gian nan và thử thách. Năm 2022 vừa qua đã mang đến những bài học quý cho nhóm người tuổi này. Do đó, vào năm quý mão 2023, người tuổi nhâm tuất nên giữ trang sức kim cương bên mình sẽ hỗ trợ cho bạn thêm vững chãi hướng về tương lai. Vâng, quý anh chị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 cho người tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.